Hello cả nhà, hân hạnh được đón cả nhà đến với kênh YouTube Phiên Tự Do Cuộc Sống của Người Việt Nam sinh sống tại Hàn Quốc. Hôm nay mời cả nhà xem mình làm cái món gì đây nha. Mình buổi trưa nóng quá, mình làm biếng ăn cơm nên con gái mình nó muốn ăn cái món này, thế là mình phải bắt tay vào bếp thôi cả nhà. Và bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm cái món này ha cả nhà. Cả nhà xin mời cả nhà xem video vui vẻ. Cả nhà, hôm nay mình làm món khoai tây. Món khoai tây này ăn rất ngon nha cả nhà. Cả nhà xem mình làm nha. Thank you.
xong mình cho củ hành vô để cho nó ngọt đó cả nhà, nó ngọt mà nó ngon nữa. Rồi mình sẽ đi làm tiếp nha cả nhà. Rồi cả nhà ơi, bây giờ mình sẽ đi xào cái món này lên. Cái này mình chỉ xào sơ cho nó hơi chín chín thôi nha cả nhà, cho nó chín nặng, sợ ngồi làm qua cái món cái món kia là nó sẽ không chín cái khoai tây á, nên là mình sẽ xào sơ cái khoai tây trước. Nhiều người mỗi người làm cách khác nhau cả nhà ơi, thì mình thích làm theo cái kiểu này để cho nó cùng nó chắc ăn á, nó không bị ăn sườn sụt chứ. Mình sợ hồi nãy mình xào mình chiên lên đó, nó không có đủ, không có đủ độ chín á, nên là mình phải xào trước. Còn những nhà khác thì mình không biết làm như thế nào ha, mình chỉ làm theo cái cách của mình thôi. Mình cái này mình không có vợ nha cả nhà, cái này là mình hôm nay mình, con mình nó thích ăn món này, nó kêu mẹ làm cho, cái này mình làm để mình chia sẻ cho mọi người cùng xem á. Hôm nay là mình ăn món này á, nó trời bên đây nóng lắm cả nhà, làm biến ăn cơm đến cả nhà, ăn lật vật không à, ăn đồ lật vật không à. Mình sẽ bỏ một cái xíu muối vô cho nó thấm vô cái khoai tây luôn. Mình sẽ cho một ít nước vô nha cả nhà. Sẽ cho một ít nước vào. Đừng có cho nó lỏng quá nha cả nhà. Nó lỏng quá là nó sẽ không ngon, nó sẽ bị nhão.
thì bỏ thêm cái ớt chuông, sắc ớt chuông sợi sợi bỏ vô, hoặc là bỏ cái củ cải đỏ, củ cải cà rốt á. Nhưng mà con mình nó không có ăn cà rốt, với nó không có hảo, nó không có thích, với lại nó không có, nó không có ăn cay, ớt thì nó cay, ai không ăn. Mà nhà mình không có ớt, không có ớt không cay, ớt nhà mình cay lắm, cả nhà nó ăn không được. Mình thấy còn ít bột, mình cho thêm tí nữa. Liều lượng á thì nó không có ngon, nó không có ngon, tại vì mỗi người một khẩu vị, mình thích ăn bột nhiều và mình thích ăn bột. Làm mình sẽ quậy tới chừng nào nó sạch sạch thôi đó cả nhà. Mình làm sạch sạch thì là đủ thức cả nhà. Bây giờ mình sẽ đem đi chiên nha cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ chiên cái món này cho cả nhà xem. Okay.
đang chiên nha cả nhà. Mình chiên lâu lâu cái mình xoay xoay nó cho nó đều cái góc, cho nó giòn đều. Bây giờ thì hai mặt nó đã vàng hết rồi, sẽ vớt lên như cả nhà. Có nhiều người hất biết cách hất là hất giỏi lắm, mình cũng biết hất, mình sợ nó hất ra ngoài là tiêu đấy. Thì pha nước tương này cũng đơn giản cả nhà ơi, cả nhà muốn ăn cái khẩu vị như thế nào thì cả nhà cứ pha vậy thôi.
hương chiên ai nước thay vì cơm ớt chiên su. Mình cho một tí xíu nữa được rồi, mình đánh lên cho nó hơi được bạc tí xíu. Chua chua ngọt ngọt, hấp dẫn hấp dẫn hấp dẫn. Mình cho cái nước tương hấp dẫn cái món chấm ăn liền hết cả nhà. Được rồi, chua chua ngọt ngọt, nó the the một tí. Và đây là buổi ăn của nó đó nha cả nhà. Buổi ăn của con gái mình. Khoai tây chiên bột chiên giòn. Khoai tây với bột chiên giòn, nước tương chấm chua ngọt chấm và lai xếp của nó nè. Mỗi một bữa ăn là nó phải có một cái hộp. Cái hộp hộp sữa đậu này. Sữa đậu ngon lắm cả nhà. Và da ua, hôm nay cho nó tăng cường thêm cái hũ da ua. Rất là ngon hết cả nhà ha. Rồi tới đây mình xin kết thúc video nha cả nhà. Bye cả nhà nha. Hẹn cả nhà video clip sau.